vị thân mến, có thể nói rằng là từ nhà cả nhà hạnh phúc của chúng ta đang tay trong tay trở về với sân khấu. Hãy lên nét tươi gió khoảng 2-3 tên. Dạ vâng, có thể nói rằng là một ngày hôm nay thật là tuyệt vời và thật là hạnh phúc cho đại gia đình. Vâng ạ, những thấm kẻ cảnh mãi ấy em ấy chè băng lên cảnh mát sẽ xin đi. Và có thể nói rằng là ngày hôm nay đây, ông bà của chúng ta bác ra xin mời bác về đại diện cũng như là mẹ ông của đại gia đình sẽ lên trên sân khấu để có những lời phát biểu thay mặt cho ông bà của chúng ta. Vâng ạ, có thể thật điều và xin mến có thể nói rằng đã đi hiện diện trước toàn thể với chú ý ngày hôm nay đây là chủ nhân căn nhà hạnh phúc của chúng ta, là ông bà Ngọc Sò. Có thể người ông là vị đại diện cho đại gia đình sẽ có đôi lời cảm ơn tới tất cả quý vị trong buổi chương trình này. Có sự thời gian yêu thương và lòng thân mình trở về đây chung tay chúc mừng tân gia đại cát của đại gia đình ông bà Ngọc Sò. Vâng ạ, buổi lễ tân gia đại cát ngày hôm nay đã được tổ chức tại tư gia, tại khu gia đình ông bà Ngọc Sò, tại nhà văn hóa bản khác Sắc Hoa Mà, huyện Thuận Châu của chúng ta, đúng không ạ? Còn nên nói rằng ông bà chúng ta ngày hôm nay là chủ nhân căn nhà hạnh phúc, nhưng mà có thể nói rằng là còn sống hơn nữa là sâu hiền chuyển thảo, đúng không ạ? Như vợ chồng vừa lấy nhau thì không có việc. Do tôi thực hiện và thì mình có thể nói rằng một công việc và một đời người của chúng ta, ai ai cũng hoàn mong ước xây dựng nên một căn nhà hạnh phúc tình yêu của mình. Và ông bà Ngọc Sò đã cùng nhau cố gắng tích góp một số tiền khá khá là lớn và để rồi xin nhờ những người thợ trở về với gia đình để xây từ thiên đàng lên, để sẽ đắp một căn nhà khang trang, một căn nhà ý nghĩa hạnh phúc của đại gia đình ngày nay. Và đã cất công khởi thành cách đây được một tháng rồi quý vị ơi. Và đại gia đình cũng long trọng chọn được một ngày lành tháng tốt, long trọng tổ chức một lễ tân gia đại cát của đại gia đình, và cũng như là khai trương một đào quả thật là rất nhỏ tại tại trước ba cổ chợ tiên trong mạng của chúng ta. Vâng, quý vị thân thương và quý vị có thể nói rằng đông vợ ông chồng từ phát hiện ông cũng cảm được không ạ? Và có thể nói rằng dù ta có đi vào ngò tất cả công trình nào, đôi lúc chúng ta mệt mỏi, chúng ta sẽ lui về trở về với phía trước của căn nhà hạnh phúc, để chúng ta cùng nhau sưởi ấm tình yêu của đại gia đình, để cùng nhau vui vẻ lại và sinh sôi những đứa con sẽ được từ từ lớn lên từ phía trong căn nhà của mình. Vâng ạ, và ông bà của chúng ta đã làm được một điều rất là ý nghĩa rồi. À, xin hỏi xin hỏi xin hỏi xin hỏi yên hô các bạn phản ứng hoa nọ và những việc gì thật bạn hướng cuốn lời đại trí như lại cười cho bà ấy và chẳng kiếm lại bạch cầu với các ngưỡng ngang và cộng nơi là mất sự gạch sử say và phải là mất sự lấy sử gì mất dày từng đường đại khẩn chờ hợp nhớ chính phủ và hô à, nó mất dày từng đường đại khẩn tên bản hơn khăn chẳng nhìn sẵn là bản hơn đây là trọng điểm cho bà ấy và em là mất và bảo hướng cuốn xin được chân thành kỳ vọng hậu tháng mới của ngày kỳ đồng xin mời xuân hô mà chưa mong nguyên mẫu cho bà tôi ở đến các bạn phải đứng lớp của tiếng anh này đang học ở các nhà ở cả nhà đang kết hợp và buồn nhau chiến đấu cho mong mẫu tới tây an giờ mời quý vị cùng điều vào kinh tế và đến giờ phút ở đây ban tổ chức tuần cũng có đề của chúng ta lại chờ thì buồn rồi cũng ở nữa các ban tổ chức nói chính trọng tuyệt đối của đại sứ già này các ngày hoạt động nào giờ mời quý vị cùng điều vào kinh tế có thể nói rằng là ngày hôm nay một ngày rất tuyệt vời cho đại gia đình ngay lại một tháng thật là tốt đẹp của quý vị, được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi hiện tại, được sự nhất trí của các thành viên trong đại gia đình và đại gia đình ông bà Ngọc Sò long trọng tổ chức buổi tân gia đại cát ngày hôm nay đây. Vâng, ngày hôm nay đây là ngày 3/6/2024 tức ngày 27/4/5 Giáp Thìn, được sự nhất trí của ông đại gia đình và đại gia đình ông bà Ngọc Sò xin được tổ chức buổi tân gia đại cát ngày hôm nay và trước mắt ban tổ chức tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi tân gia đại cát của đại gia đình ông bà Ngọc Sò xin phép chính thức được bắt đầu. Và chào mừng đại gia đình nhà mình cùng quý vị ơi, đại gia đình chúng ta được điều kiện thật tươi nào. Và vừa rồi là những màn pháo nổ của ban tổ chức, đây là chào vỗ tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị. Đây là tượng trưng cho rằng buổi tân gia đại cát ngày hôm nay đã được chính thức bắt đầu rời studio và mong rằng quý vị hãy cùng tổ đề cũng vị trí ngồi của mình, hãy cùng nhau nhắm mắt trở về với sân khấu hạnh phúc để ngắm nhìn chủ nhân căn nhà hạnh phúc của chúng ta. Vâng ạ, và đặc biệt đến là chúng ta sẽ được lắng nghe những lời phát biểu của bác cũng như là người ông là vị đại diện của đại gia đình sẽ có được câu phát biểu và lời cảm ơn từ toàn thể quý vị ngày hôm nay. À, xin chào, xin mời, xin mời.
hồi đó không nghĩ là tăng ông tăng ca sầu làm nữa đâu thầy mà tăng làm ơi ải em chỉ biết tỉnh khó lắm ơi phong em biết không các bạn tỉnh khó ra chúc chúc bác sĩ bảo với tôi ải em mà cũng chưa làm gì tôi mà đưa làm này sống với em có bạn có xuống tôi cả ao nhắm ma hà này và xem như hò nè có ảnh là những hà đừng có coi vừa và trắng dịch này là hơn đo đi cho con cho bên tổn có ra khỏi mấy cái ảnh là nước ta tôi ơi chủ phú hò xong bằng tàu ná nữa à lòng táo lòng ơi hấp chứng phó chứng mè nhân hạt tay cứ phải về đang cạn mà chủ lo tao tên cùng tôm trên bọn của nhà nói mà ư chúng khỏi chuyện chưa hết cũng như chuyện ngày xưa không có lại ai tối sợ chứ sợ to ở nghe ôi hải ba ngọc lân à nó muốn tạ và tàu nó được hạt tay nó chủ mất tôm chủ lắm ta bạc lắm tay nòn ta nung coi đu to lắm là ông căn hào căn thân ơi tắt nhau hết mà lần này lại phải để ngay ở trên bón chúng khỏi tiền ải tiền nông tiền nước tiền gạo đi bón tiền bón thì lại chỉ đi cái chiếc cái tôn này đấy cũng phò cái mẹ đang cầu cái chiếc chiếc tôn đâu dạ vâng ạ, rất là cảm ơn lời phát biểu của ông. Vâng, lời phát biểu của ông như mận như hoa lâm nhưng lứa tỏ ra tất cả của đế tương gia ngày hôm nay được cùng quý vị và chúng ta cùng nổ ra một tràng vỗ tay thật đông nhất để cảm ơn lời nói của ông vừa rồi được không ạ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, và quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với những món quà tình yêu của đại gia đình sẽ trao tặng tới ông bà đại gia chủ người con gái hạnh phúc của chúng ta và cũng như là để cùng chúc mừng ngày hôm nay đại gia chủ chúng ta cũng như là vừa là mừng tân gia đại khách vừa là khai trương một quán nho nhỏ đúng không ạ? Vâng, và ngay bây giờ trân trọng kính mời gia đình Bắc Thủy Tặng sẽ có món quà lên trao tặng cho ông bà. Xin trân trọng đang được tay trên tay mọi người và bác của đại gia đình ngày hôm nay đã trở về với sân khấu để trao tặng món quà đến với ông bà đại gia chủ của chúng ta. Một món quà thì tuy nhỏ nhưng mà sáng tỏ tấm lòng son xin chúc cho đại gia đình sẽ luôn gắn bó tình yêu thương xây nhà dựng cửa và cùng nhau đầm ấm mái ấm gia đình của mình. Và một chào vỗ tay đến từ món quà của đại gia đình Bắc Thủy Tặng đây các bạn. Cảm ơn và tiếp theo chương trình ạ. Chúc chồng xin mời gia đình tức là người con gái nuôi của chúng ta là người con gái nuôi của ông bà. Xin chào kính mời gia đình người con gái nuôi đi ạ. Có thể nói rằng ngày con khôn lớn và tầm tầm hôm nuôi con khôn lớn để rồi con gà với bên sâu và ngày hôm nay đây con đã thành công rồi và để rồi trở về với đại gia đình có món quà nho nhỏ chào tặng cho ông bà trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Hãy cùng chào và tay nhau chào đón được các bạn. Chúng mời quý vị thân mến, và vừa rồi là những món quà tình yêu của đại gia đình. Và tiếp theo chương trình, vâng ạ, xin mời bạn tiếp tân của chúng ta sẽ có những ly rượu để dâng lên đại gia đình chúng ta. Những ly rượu thật là ý nghĩa để cảm ơn người có thể ngồi với ngày hôm nay. Và xin mời quý vị nha, chúng ta dâng những ly rượu thật này và cùng nhau dâng ly rượu cùng đại gia đình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời quý vị nha, nâng ly rượu của mình, dâng ly rượu thật này ạ. Những phút nữa chúng ta cùng dâng ly rượu cùng đại gia đình ạ. Xin lỗi, lọc kết trăm ba người kinh trái là chén lại quay một đi một lái đó. Xin lỗi, đồ đám là trẻ em vẫn buồn xưa mà ư. Lại sống ước của mẹ, phía đồng hâu, chúc mừng hơn bảo tội ảnh em mà có bảo phản ứng không đó. Xin lỗi, cũng nhớ, chén lỏ gần, chúc mừng hơn bảo tội phản ứng của bạn em mà cùng chân ai mình đi. Chân này là xin lỗi, chân ơi. Lại ấy à. Lên có một sự hóa cái đi. Lại ấy à, xin lỗi, chân. Đồng ý không ạ? Đồng ý, chúng ta đứng lên.
Dạ vâng, rất là cảm ơn. Và xin chúc cho ông bà năm nay sẽ được căn nhà mới năm sau đại sáng cho mình mỗi ngày một chiếc ô tô để đi du lịch đúng không ạ? Thế đó, thì nên đang sẽ hành hướng căn trại để vào chúc mừng là ai em của ông bà ông để cho chúng ta có nhà để sau này cho mình mình thì để sẽ để hướng căn trại thì nào theo cảnh chưa là ô tô mang đến mà ra ai em đó các bạn ơi, giờ xin mời ông bà chúng ta sẽ cùng di chuyển trở về với những phòng công để có những video để mời những vị khách mời của mình trân trọng kính mời ạ. Đại sứ mới này em ạ, không phải cầm cầu mới lẩu với khẩu số là trương của chúng ai mà đi, là đại sứ 70.